tương lai của bạn sẽ bị hủy hoại bởi 6 sai lầm tệ hại này. Trong quá trình sống, học hỏi và làm việc, bất cứ ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tuy nhiên, nếu không kịp thời phát hiện và sửa chữa, thì những vấp váp đó có thể phá hoại tương lai lẫn sự nghiệp của bạn. Sau đây là 6 sai lầm lớn trong công việc mà bạn nên tránh xa hoặc sửa chữa ngay lập tức nếu muốn thành công. 1. Tin rằng mình phải biết mọi thứ và phải tự tay làm mọi thứ. Để thành công trên con đường sự nghiệp, kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn của bạn cần thiết phải được trau dồi thật tốt. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng mình cần phải biết mọi thứ và phải tự tay làm tất cả mọi thứ, thì vô hình chung bạn đang tự đặt mình vào thế thất bại. Ấy là chưa kể đến việc bạn sẽ trở thành một người quản lý không biết tin tưởng vào cấp dưới trong mắt các nhân viên. Đừng tự giết chết thành công của mình bằng cách cố sức nắm bắt mọi thứ tự tay và làm tất cả. Thay vào đó, hãy ghi khắc rằng những người thành công nhất là người biết tận dụng tốt thế mạnh của đồng đội, cũng như biết cách tạo ra không gian cho các thành viên trong nhóm cùng làm việc và hoàn thành mục tiêu. 2. Cho rằng kỹ năng lãnh đạo sẽ tự nhiên có theo thời gian. Cho dù bạn có thể là một người sở hữu năng lực chuyên môn rất cao và được ưu ái đề bạt lên làm lãnh đạo, nhưng nếu như bạn chưa từng trải qua bất kỳ một trình tự đào tạo kỹ năng lãnh đạo nào hết, thì đừng nghĩ rằng những thứ đã giúp bạn thăng tiến sẽ tiếp tục giúp bạn trụ vững tại vị trí hiện tại. Nếu đã được đặt ở vị trí của người lãnh đạo, bạn càng cần thiết phải mài giũa kỹ năng của mình hơn nữa. Căn bệnh của hầu hết những người giỏi khi được đề bạt lên vị trí cao hơn là bản thân không cần thiết phải được đào tạo kỹ năng lãnh đạo thêm nữa. Đây là nhận định vô cùng sai lầm. Trên thực tế, kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện và phát triển liên tục. Cụ thể hơn, bạn có thể dành thời gian mỗi ngày để tự rèn giũa kỹ năng của mình, tham gia các khóa học hoặc tuyển thêm một người cố vấn để giúp phân tích thế mạnh cũng như điểm yếu của bản thân nhằm góp phần xây dựng sự tin tưởng của chính bạn. 3. Mắc bệnh cả thèm chóng chán. Là một doanh nhân trẻ, sống trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, rất có thể tinh thần khởi nghiệp của bạn là luôn khát khao các nền tảng công nghệ mới và không ngần ngại bắt tay vào những dự án chưa từng được thực hiện để có thể tạo ra giá trị hoàn toàn mới. Đây là tinh thần đáng mừng và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đối với một số cá nhân, tinh thần như thế này cũng đi kèm với một mặt trái. Nếu như bạn đang liên tục theo đuổi những dự án mới nhưng lại nhanh chóng mất đi hứng thú và lặp đi lặp lại quá trình này, thì nguy cơ sự nghiệp của bạn bị chệch hướng là khá cao. Khi đạt đến một mức độ nhất định, thành công lúc này không còn gói gọn trong việc tìm ra những cơ hội mới, mà nằm ở chỗ biết nắm bắt đúng cơ hội phù hợp. Bạn càng dành nhiều thời gian tìm kiếm những thứ mới mẻ, thì bạn càng có ít thời gian trau dồi cho bản thân mình hơn. 4. Bỏ bê cuộc sống để theo đuổi thành công. Dù thừa nhận hay không thừa nhận, thì cuộc sống ngoài công việc của bạn cũng ảnh hưởng rất lớn đến con đường sự nghiệp. Nếu cho rằng làm việc với thời gian lâu hơn sẽ giúp bạn thành công hơn, thì bạn đang mắc phải một sai lầm lớn. Làm việc trong nhiều tiếng không đồng nghĩa với việc bạn thành công hơn người khác. Thời lượng bạn bỏ ra thực sự không quan trọng bằng chất lượng lao động trong khoảng thời gian ấy. Rất nhiều người có thể làm việc cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không hiệu quả bằng những người tan ca sớm để dành thời gian cho gia đình, chăm sóc sức khỏe và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Không thiếu những nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho việc chúng ta chỉ hoàn thành công việc một cách hiệu quả, nhất là khi kèm với sự nghỉ ngơi, tập thể dục, thiền định hay bất cứ hoạt động nào giúp cơ thể và tinh thần được thư giãn. Đừng vùi đầu thâu đêm suốt sáng vào công việc để rồi khiến bản thân trở nên tàn tạ. Cũng đừng bỏ bê gia đình, bạn bè hay chính sức khỏe của mình chỉ vì lý do công việc. Rốt cuộc, bạn sẽ chẳng còn gì đâu. 5. Chỉ theo đuổi chức danh thay vì làm tốt vai trò của mình. Những người chỉ theo đuổi chức danh thay vì nỗ lực làm việc để đạt hiệu quả tốt nhất
thường là những người chỉ dừng lại ở mức trung bình. Nếu bạn chỉ quan tâm đến chức danh hay địa vị, vốn là những thứ bên ngoài, hơn là những giá trị cốt lõi bên trong có thể giúp bạn đạt được vị trí đó, thì bạn có thể tự tay phá hủy thành công của chính mình. Sự thay đổi về chất ở đây là chức danh chỉ thay đổi khi quá trình thay đổi về lương, khả năng của bản thân đã được tích lũy đầy đủ. Thế nên hãy tập trung vào việc làm thế nào để phát triển bản thân của chính bạn trước, hơn là dòm ngó thứ mà hiện tại bản thân chưa sẵn sàng. Khi bạn đã tích lũy mọi thứ cần thiết, thì đến kỳ thuận hiệp, tự khắc bạn sẽ được nhấc lên. 6. Qua cầu rút ván. Đây là một thế sai lầm lớn nhất của tất cả chúng ta. Khi nghỉ việc, có thể bạn sẽ hấp tấp mà oang oang với mọi người về những sai lầm hoặc hạn chế mà bạn tận mắt chứng kiến ở công ty cũ. Điều đó có thể làm bạn thỏa mãn trong giây lát, song có thể khiến bạn phải trả giá bằng uy tín của chính mình. Bạn có thể sẽ gặp lại sếp hay đồng nghiệp cũ trong tương lai mà chính bạn cũng không ngờ tới. Vì thế hãy cư xử lịch thiệp khi nghỉ việc. Hãy để mọi người nhớ tới mình với sự tôn trọng và quý mến, chứ không phải là những ấn tượng xấu xí. Tiếp đến là 4 đặc điểm của những người xuất chúng. Nghe từng đơn giản song ít người có đủ. 1. Tính kiên trì là chìa khóa để thành công. Những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay là kết quả của những hành động được lặp đi lặp lại trong quá khứ. Ví dụ, một nghệ sĩ violon đẳng cấp thế giới có thể đã chơi cùng một bản nhạc mỗi ngày trong nhiều năm. Thậm chí có những khúc nhạc đặc biệt được sướng lên rất nhiều lần, bởi vì anh ta biết rằng nếu muốn trở nên tài giỏi ở lĩnh vực đó thì bắt buộc phải luyện tập với sự kiên trì bền bỉ. Làm thế nào để tính kiên trì giúp bạn thành công hơn? Đơn giản thôi. Đầu tiên, ngay lập tức, hãy cố gắng dậy sớm hơn một tiếng so với thường lệ. Bí quyết ở đây chính là tận dụng những giờ trong ngày để làm việc có ích và theo đuổi nó trong thời gian dài. Nếu đang là sinh viên, hãy dành thời gian để được học. Nếu được xây dựng một kế hoạch kinh doanh, hãy dành thời gian để suy nghĩ và tạo ra những thứ tưởng tượng để kiếm ra tiền. 2. Có trách nhiệm với công việc, cuộc sống của chính mình. Những người thành công không coi cuộc sống này như là điều hiển nhiên. Họ hiểu rằng muốn đi xa cần phải có vô số nỗ lực, năng lượng và sự bền bỉ. Hơn thế, thói quen đổ lỗi cho người khác được cho là con đường chắc chắn dẫn đến thất bại. Và điều quan trọng hơn cả, họ nhận ra cuộc sống chẳng nợ được ai điều gì. Nếu bạn còn có suy nghĩ này, bạn sẽ mãi thất vọng mà thôi. Thay vì đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh, hãy bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc sống và vận mệnh của chính bản thân mình. 3. Lựa chọn giao tiếp với những người thông minh. Tác giả và diễn giả nổi tiếng Jim Jones từng phát biểu: bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian bên cạnh nhất. Hay nói cách khác, bạn sẽ có xu hướng trở nên giống với những người mà bạn gắn bó thân thiết, kể cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Đó chính là tín hiệu cho bạn, bởi nếu cần, bạn có thể chọn sống bên cạnh những người thông minh, tích cực và lạc quan. Ảnh hưởng của họ theo thời gian sẽ hoạt động như một sức tăng lực tự nhiên cho mục tiêu, tham vọng và hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên, không có nghĩa là phải loại bỏ những người tiêu cực ra khỏi cuộc sống. Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung và dành nhiều thời gian hơn với bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên gia đình, những người luôn ủng hộ và giúp đỡ cho bạn trở nên mạnh mẽ. 4. Tiếp thu tích cực lời chỉ trích. Những người thành công đã rút ra bài học xương máu. Đôi khi, lời phê bình đáng giá hơn nhiều so với những lời khen. Nhiều người trong số họ tìm thấy lối đi dựa trên những đường chỉ trích về kế hoạch và ý tưởng của họ. Lý do rất đơn giản, những lời chỉ trích mang tính xây dựng có thể giúp chúng ta học hỏi và phát triển nhanh hơn, nhiều hơn so với những lời khen. Thật không may, xã hội này khiến hầu hết chúng ta có xu hướng chống lại, né tránh những lời chỉ trích. Chúng ta thường thích đắm chìm trong những lời tán dương. Bạn chắc chắn có thể tìm được nơi để nghe mãi những lời như thế.
Nhưng nếu muốn gia nhập hội những người thành công thì bạn cần phải sẵn sàng và vui lòng chấp nhận sự phê bình. Một ví dụ điển hình từ thế giới thể thao, tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp đều có huấn luyện viên. Từ những trường hợp ngoại lệ, thông thường các huấn luyện viên sẽ tập trung thời gian để bắt đầu học tập. Một khi đã tìm thấy lỗi, họ sẽ làm sáng tỏ chúng và gợi ý cách sửa chữa cho các đối thủ. Trong nhiều tình huống, bạn có thể cho rằng những người may mắn thành công ngay lần đầu tiên thử sức là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thế nhưng khi nhìn lại, bạn sẽ thấy họ đã thích nghi với những thói quen đầy sức mạnh như thế nào để đến với thành quả ngày hôm nay. Học tập và áp dụng những thói quen ấy, sớm hay muộn rồi bạn cũng sẽ trở nên xuất chúng, khác biệt so với đám đông mà chính bạn cũng đã từng một lần.